Okay. Thôi, tự nhiên bắt ca. Cài thử coi. Thôi, ca không có đàn nghe kỳ lắm. Bà bầu mà biết anh đợi nghề kiểu này á, kiểu gì cũng mang theo đòn cho coi. Lần nào gặp nhau phải lúc đòi tiền. Hẹn em đêm nay sau khi tấm màn khép lại, anh sẽ từ bỏ cuộc đời đòi nợ và cùng em vui sống thêm. Giọng hát bên cánh gà, anh rải cung đàn chung tiếng nhạc quyện lời ca. Đêm về ngắm ánh trăng xa, vai kề má tựa cho nhau ngọt bùi. Mình cùng chia sẻ buồn vui, trọn đời chung bước tình nồng khôn vui. Bữa đó mà tôi không tới kịp, anh có tính đục đống đồ hát đó thì không nhỉ? Nhưng mà tới kịp rồi. Gì? Nhìn anh bây giờ không thấy giống Dũng như lâu chút nào hết. Linh Phụng ơi, khi tay em ôm ngồi ngọc mì châu trên sân khấu, khóc cho một cuộc tình đã sớm vội lìa tan. Phải chăng đang khóc than cho anh đó nên diễn xuất thần trước một sự thật quá đắng cay. Kiếp tơ tầm ai cũng như ai, dù cuộc đời phong ba cũng phải nhà tơ mà ta nợ cho.
mong kiếp này mình không thể chung đôi, thì xin hẹn kiếp lai sinh sẽ cùng nhau nối tiếp trước khi lìa bỏ cuộc đời anh.